Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn, và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình là ngôi nhà mơ ước một. Thời gian qua mình nhận được rất là nhiều vấn đề tư vấn từ phía quý vị, bà con, cô, chú, bác và anh chị gửi về cho mình, nhờ mình tư vấn những cái mẫu nhà nhỏ xinh với cái chiều rộng mặt tiền từ 6m cho đến 7m, nhưng mà cái chiều sâu thì nó khoảng 10m hoặc là 12m. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu nhà với cái chiều rộng mặt tiền là 7m và cái chiều dài là 10m, nhỏ xinh theo phong cách hiện đại khoái lệch. Cho đến giờ phút này thì mình cũng thực hiện được rất là nhiều những cái mẫu nhà mái thái theo phong cách hiện đại và những cái mẫu nhà cổ điển, những mẫu nhà mang đậm chất ở miền Tây để gửi đến mọi người tham khảo. Đây cũng chính là một cái mẫu nhà rất hiếm hoi mà mình thực hiện mái lợp gửi đến mọi người tham khảo trong cái video này. Nói về cái nhà mái lợp, đó chính là một cái biến thể và một cái phá cách của cái nhà mái thái đó các bạn. Hay có thể nói là mái lợp là một cái phiên bản sau của nhà mái thái, vì cái hình thức của nhà mái lợp nó cũng giống như là nhà mái thái hoặc là nhà hai mái nha các bạn. Nếu như mà mình không thích cái mẫu nhà mái thái thì mình có thể chuyển sang cái mái lợp hoặc là hai mái. Có thể nói đây chính là một cái sự phá cách rất là mạnh, và nó mang cái nét rất là hiện đại và chấm phá, trong đó là những cái nét rất là mới mẻ. Cái mẫu nhà mái lợp thì cái phần cái chi phí và cái vật liệu thì nó không có thua kém gì nhà mái thái nha các bạn, thậm chí và nó còn tốn nhiều cái vật liệu và cái chi phí hơn so với cái nhà mái thái và nhà hai mái. Vì để thực hiện cái mẫu nhà mái lợp tại nó tốn rất là kỳ công các bạn, nó là hai mái và nó giật cấp, cái phần trang trí của nó cũng khá là nhiều để tạo nên cái điểm nhấn tại cái vị trí mái lợp. Thì cái nhà mái lợp thì mình cũng có thể là thực hiện lợp ngói hoặc là lợp tôn, giả ngói đều rất là hợp lý. Chi phí mình cao thì có thể là lợp ngói, còn cái chi phí của mình hạn chế thì có thể tiến hành lợp tôn, giả ngói. Nhà này được thiết kế đầy đủ công năng các bạn. Cái phần mà sảnh ở phía trước nằm phía bên tay trái là rộng 2m, hai phòng ngủ, một cái phòng thờ, một cái phòng khách, một khu vực bếp và phòng ăn, và một nhà vệ sinh, có thể nói là đầy đủ công năng. Việc lưu thông gió và ánh sáng được đến từ cái phần sân trước, sân sau và bên trái và bên phải của ngôi nhà này. Cái mẫu nhà này mình lấy cái màu nền đó chính là cái màu trắng, còn cái màu nhấn đó chính là màu tím hoa đậu biếc nha các bạn. Có thể nói đây chính là một cái màu sắc mà khi mà mình lên đó, thì nó cảm thấy nó rất là hiện đại và nó rất gần gũi với tự nhiên. Vì khi mà những cái mẫu nhà trước thì mình phối cái màu tím hoa đậu biếc được rất là nhiều bà con mình đón nhận và khen ngợi. Chính vì vậy mà mình sẽ thực hiện là cái mẫu nhà này với cái màu tím hoa đậu biếc. Nói về cái phần cái màu sắc thì cái màu tím hoa đậu biếc này nó rất là phù hợp với gia chủ mạng thủy nha các bạn. Nó sẽ đưa vô cái tông xanh dịu hơn. Còn trong cái trường hợp mà gia chủ mình muốn phối lại cái màu này theo cái màu mà phong thủy của mình đó thì mình có thể tự điều chỉnh lại với cái màu theo phong thủy hoặc là theo sở thích mà mình mong muốn. Cái điểm nhấn và cái điểm đặc biệt, cái điểm mới lạ của mẫu nhà mái lợp là nó đến từ cái mái lợp này đó các bạn. Cái chiều cao của cái mái lợp thì nó cũng giống như là cái chiều cao của mái thái, nhưng cái lúc này nó tách ra làm hai mái riêng biệt, và chiều cao cấp của hai cái mái này nó cũng khác nhau, tạo nên một cái điểm nhấn rất là mới mẻ cho cái mẫu nhà mái lợp. Kèm theo đó, cái mẫu nhà mái lợp này nó chấm phá và nó mang cái hơi hướng rất là hiện đại các bạn, rất là phù hợp với những cái gia chủ trẻ hoặc là những cái bạn gia chủ mà muốn tạo nên cho mình những cái điểm nhấn rất là khác biệt, rất là mới lạ, thì mình sẽ chọn cái mẫu nhà mái lợp này. Còn đối với những cái gia chủ mà mình yêu cái phong cách cổ điển thì mình sẽ chọn cái mẫu nhà mái thái. Vì cái chiều cao nền của cái nhà này thì để giúp cho cái nhà này nó được cao ráo, thông thoáng và hoành tráng hơn thì được thiết kế là 5 bậc tam cấp. Với cái tổng cái chiều cao 5 bậc tam cấp này là 750 nha các bạn. Còn cái mặt tiền phía bên tay trái thì được thiết kế là mặt đồi, và tạo một cái điểm nhấn và một cái buồng hoa nhỏ để tạo cái mảng xanh cho mặt tiền để trở nên sinh động hơn. Mẫu nhà này được mình thiết kế là mặt đồi, mặt đỏm nha các bạn. Mặt đồi thì nằm phía bên tay phải, còn mặt đỏm sẵn thì nằm phía bên tay trái.
Tại cái phần mặt nội thì đã được thiết kế là một cái phòng thờ nha các bạn, và nối tiếp hai cái phòng thờ đó chính là hai cái phòng ngủ. Còn cái khu vực phòng khách và nhà vệ sinh, phòng bếp thì sẽ đặt ở phía bên tay trái. Còn cái mặt tiền thì tạo điểm nhấn bằng mình ốp gạch 80-80 vân giả đá mềm bồ màu ghi để tạo một cái điểm nhấn nhẹ tại cái vị trí mặt tiền. Phòng thì cũng được thiết kế rất là đơn giản các bạn, cột vuông kẻ chỉ và tạo cái điểm nhấn là bằng màu tím qua đầu bếp. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà rất là hiện đại, trẻ trung phải không các bạn? Mặc dù cái diện tích xây dựng của nó là cũng rất là khiêm tốn, chiều rộng là 7m, chiều dài là 10m, tổng là chỉ có 70m² thôi, nhưng mà nó đảm bảo là đầy đủ công năng và sử dụng cho một cái gia đình trẻ hoặc là gia đình hai thế hệ rất là phù hợp. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm, đó chính là về cái chi phí xây dựng của một cái mẫu nhà cấp 4 như thế này đến là bao nhiêu. Thì mình chia làm hai phần. Phần thứ nhất là nhân công thì nó sẽ dao động từ 1 triệu cho đến 1 triệu 2 một mét vuông. Còn về hoàn thiện một cái mẫu nhà máy lợp như thế này nó sẽ dao động từ 4 triệu 8 cho đến 5 triệu 2 một mét vuông nha các bạn. Về cái phần cửa của mẫu nhà cấp 4 thì mình thiết kế đó chính là cửa nhôm Sinpa màu trắng nha các bạn, để giúp cho ngôi nhà này nó trở nên thanh mảnh, nhẹ nhàng, kèm theo đó là cái nét rất là hiện đại ở cái mẫu cửa màu trắng này. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà nhỏ xinh rất hiện đại và rất là dễ thương phải không các bạn, chấm phá những cái nét, tạo cái điểm nhấn rất là mới mẻ. Đây cũng chính là một trong những mẫu nhà máy lợp hiếm hoi mà mình đã thiết kế với máy lợp, vì mình nhận thấy rằng có rất là nhiều những bạn trẻ, những cái gia đình trẻ họ rất là khao khát và muốn xây dựng những cái mẫu nhà mang đậm cái dấu ấn riêng, cũng giống như đã có những cái điểm nhấn chấp phá rất là riêng biệt. Chính vì vậy mà mình chia sẻ cái mẫu nhà này gửi đến mọi người tham khảo. Nếu với một cái diện tích xây dựng như thế này, mình muốn điều chỉnh lại thành mái thái hoặc là theo cái phong cách hiện đại, đó đều rất là hợp lý. Mình cũng chia sẻ một phần là với cái mẫu nhà máy lợp này là chỉ phù hợp đối với những cái gia chủ trẻ, những cái gia đình trẻ muốn tạo nên cho mình một cái điểm nhấn riêng biệt, thì đây chính là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ nhà cấp 4 máy lợp ở nông thôn với cái chiều rộng là 7m, chiều dài là 10m, được thiết kế là hai phòng ngủ một phòng thờ, gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm sự lựa chọn và sự tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.